Mày hả? Đừng đụng em tắt đèn nha. Đấy cái bà cao đó. Rồi kiện em với em tỉa gì tỉa kìa. Hiểu không? Đứng lên này. Không có định đuổi nó vô không anh gặp con dao lúc này là đang còn kề cửa của ông Bảo Trung đây, khi nào thấy đường cuối năm này kia xong bay lên thôi mày định mày vẽ ra đi không có rớt vào nha, không có rớt vào nha. Cái kiểu là quýnh cái đạp cái thằng này nó chạy qua đây để hồi con dao nó đâm một thương. Còn dao đó để đâm được. Đâm con dừa. Đâm con trăm nhưng mà. Đâm mà, đâm chứ mới bắn hả? Đâm. Đâm. Bắn rồi bắn. Hay là thằng này nó chạy tới, nó chém vậy nè. Cho con trăm nó ngã ra nha, để cho mình quay cho nó đẹp. Ý là muốn thằng này là nó chém khớp là đi luôn. Chém qua đây luôn. Qua luôn đó. Qua đúng không? Nên đó đâm thương dừa á. Để nó qua đây chứ nó gặp thương dừa đó là hồi nó đắng nó đâm thương dừa. Hai mình hợp, mình ngã người qua để nó chém qua. Ủa chém tay trái à? Mày đứng tay trái à? Cái đầu tiên là chăm phải à? Đúng rồi. Phải là quýnh xong á là vừa quýnh xong bập á là chăm chém qua đây để cho. Đúng rồi, đúng rồi, thấy rồi đó. Chăm chém cái đầu tiên qua chém lại đây. Rồi chăm quýnh nè. Rồi chăm quýnh nè, chăm kéo qua đúng không? Rồi. Con gì nó đâu không nhảy ra, quýnh không. Con kéo nhảy qua đây vô đó. Nó té gì không biết, nó vô lạnh. Rồi, thằng này lên, thằng này lên tiếp nè. Cái nữa. Đó, bùm. Rồi chăm dừa quay lại nè, chăm dừa quay lại là Khương đang giật nó nè, Khương thấy thằng này nó lao tới nè. Lao tới, đâm dừa. Không, đâm trăm. Lao em, lao đi. Lao tới đâm trăm á. Đâm trăm, Khương dừa lao đỡ. Đó là Khương vừa thấy nè. Đó, vừa quay lại nè. Vừa quay lại, vừa đặt đó xong rồi nè. Đường kia là đó, Công an vô, tưởng nói chiều nãy giờ chờ mày gì đó, chiều kêu đứng im. Rồi ông lại. Rồi ông bà nè, ông bà. Rồi đang con đang thầy với gì đang thầy. Nhớ tay bên đây cho chồng. Đã anh đây.
Kéo qua đây. Đó, vui à, bắt buộc như cũ nha. Dạ, mấy anh xinh đẹp. Ok, hiểu. Thế thôi. Lại có cái ngã nè, cho đẹp không? Để anh quay cái thớt sớt đó. Cái dao chiếu qua mặt rồi, cái chấm đúng rồi, chém qua. Em quay xay luôn, em không xay nó mới vô. Anh ơi, mày cho vậy?
rồi nhớ chưa? Mà mình quay nha, mình tập ra nào, mình quay nha. Dạ. Rồi lại sao anh nghĩ là cái thú này em đánh mày bay nè. Quay tới này em đạp em đánh. À, anh trai tập thôi chưa thế nha. Đây ơi. Khang chưa khang, hai người này cũng vừa đạp cái là đi vô đi. Chẳng là anh vừa. Đây ơi. Dạ. Anh này anh vừa làm nha. Anh đi ngủ nha. Ơi đại rồi ba. Ai đạo diễn anh động làm đi anh. Đạo đi anh theo ai là động đi. Cái này tôi không biết. Cái gì vậy? Tướng gì kìa vậy? Trời ơi, ôm đi. Anh hay đi né đi. Ba cái toàn đi. Anh cho ba nào khỏi vùng rồi đúng không? Một rồi là thuốc cho mấy cái chỗ hay gì đó. Rồi tới đây ha. Rồi, của cái thang đi. Đúng không? Lại. Mà anh sao anh chưa vô tới chân em anh nhảy rồi. Em đâu có đập sao đâu, đập vô cái thang anh mà. Anh sẽ quay theo cụm. Đúng rồi. Mình đừng có quấn vậy mình mệt đó. Dễ nó chăm nhào vô quấn cực cắt. Rồi vô tả. Cái bàn chứ. Bây giờ là quấn một lần để quay cái master. Rồi xong là vô đặt tả là xong. Em vô đây. Hôm nay giữ mà. Đánh lộn mà. Đánh anh mình phải bảo vệ chứ. Quên là chút vô đầu của ta nè. Vô đầu ta anh vô rồi. Ta ta. Rồi. Anh nghe em đúng không? Ừ. Lúc nào nguyên xe nha sao? Thi đủ không? Đúng rồi. Chậm lượng té nha. 3, 2, 1. Action. Diễn. Đúng rồi. 3, 1. 3, 2, 1. Hả? Nè. Không được đâu, Kiệt em với em tỉa gì tỉa kìa.
anh Thương về nhớ đừng có qua đây nha. Đúng rồi đó. Em cứ gói này à. Chị cái uống này rồi như con luôn chết luôn. Uống gói gói cái ăn cái đặt giá mà nó nhẹ thôi. Đó đó. Uống gói ghét trong đây rồi. Nè, nó mình về đó. Không lát cái dao cầm đi đập đi á. Rồi em đi cá hả bạn ơi? Em đi cá sợ đau bạn ơi? Bắt từ cút đá hay là đá sẵn chụp? Không để làm dây quá. Chụp gà sẵn đúng không? Tên đá bay luôn. Ai có bài nước luôn. Bắt từ cút đá. Ai chạy vô nó đá ra chụp chạy đẩy nó vô. Rồi. Cái dây để anh... đi lòng anh kia đi không được từ được em ơi. Ừ, giờ không có được từ được nữa rồi. Thôi ơi. Cắm này gấp gấp á. Ừ. Gấp lắm rồi em à. Gấp rồi, bước đi. Mày mày đâu? Thì không được luôn. Rồi mày. Rồi mày mày đây mày đây ngồi xuống. Qua mấy cái kẻ đây hết ngồi xuống. Nè. Rồi. Mày. Mày chơi. 3, 2, 1, chị. Quay lại mày. Quấn đầu hả? Cái cận tôi ở đây. Dương, tiên quay qua. Dương. Nhìn thấy chuyện này đâm á. Cái cận, tao nghe kêu Dương quay lại. Máy này em nghe tôi vừa kêu Dương đang quay làm giờ là thấy kêu tới đâm. Dương quá trời không bắt cái cận nào hả? Có hết rồi. Xạo quá quay xô lưng không. Đổi góc khác. Thấy cái lưng không mà có thấy cái mặt đâu. Là quấn vậy nè. À đây nè, đè đây nè. Mày quấn đâu hết quấn đó, đó cận đây. Không đâu, có sao đâu, được bên đây cũng được nè. Không có cần không? Phải chỉ vô đây chỉ. Không, dựng ngón một máy bên đây. Kiểu đứng lên ngang xíu để lấy cận á. Đây hay bắt cái cận nước mà nó quay về đây nhìn đây. Nó bắt đầu lên đây nhanh. Nhìn trái á. Quay qua cái mặt đi. Nhìn trái á kìa. Đúng rồi. Nhìn ở đây nha. Dương nè. Dương bây giờ đánh sao xảy qua. Dương coi chân lại Đức bị đông. Ờ chú Bi. Vậy kẹp cái giò sẵn luôn đi khỏi có công. Làm lại luôn đi. Đây đưa chân lên. Rồi nè cái ông cho đá đi được 2 shot. Hồi nãy shot đây có dịch về để dựng đến được 2 shot. Ừ đúng rồi. Đừng có nắm rồi vậy. Tao quýnh ra rồi, tao quýnh ra rồi. Tao quýnh ra rồi. Tao quýnh ra rồi. Tao quýnh ra rồi. Chết luôn quá. Về quay là thấy. Làm được vậy. Rồi. Rồi. Quay. Tao thịt nó hả? Quýnh sao? Đánh cái chợ nó quýnh dậy. Ok. Rồi. Ráng cái nữa. Ok. Rồi. Ok chơi. Rồi quay. Chụp mấy cụ tư nha. Rồi, máy. Đây nè, lo rồi. Một lát rồi quay qua là lo rồi. Rồi, máy chạy. Máy chạy. Máy chạy. Máy chạy. Nhìn ra đây nha. Rồi, máy chạy. Yeah. Xong rồi. Khóc luôn rồi. Ok, tiếp. Bây giờ đau. Rồi, sao anh? Rồi, ra cho uống miếng nước đi. Rồi, ra uống nước đi. Rồi. Cho nước miếng nước nè. Quýnh quá, quýnh. Ủa? Chết rồi. Bà con cô bác thấy đánh cảnh mộng kìa. Sao vậy anh Tiên? Cái này giang hồ quê mà anh đánh anh như là chơi vi cá luôn rồi. Không, anh cũng cùi lắm em. Sao vậy? Nãy anh Tiên anh nói anh nhìn căng nắng xong anh có thể suy nghĩ mời Trâm vô phim vi cá đó. Thôi mời anh lại đi.
Ủa anh quýnh bằng cái thịt không mà cô? Anh ta nó cái dài năng nào. Cảm ơn anh.